Dạ em Hồng xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác ạ. Thế thì ngày hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2021 thì rất là nhiều các siêu phẩm đã có mặt tại showroom trưng bày rồi. Thì ngày hôm nay em có quay những các cái video để gửi tới toàn thể quý khách hàng đang theo dõi ở trên YouTube này, Facebook Cầu Sông Tàu hoặc Zalo Tiến Hoàng Anh ở bên em có thể biết được thêm về những các cái sản phẩm mới vừa được hoàn thiện xong và đưa vào showroom trưng bày. Những các cái siêu phẩm, những các cái bộ chiếu, những các cái chiếc mặt bàn ăn thì ngày hôm nay em có quay những quay riêng lẻ từng sản phẩm nhá. Quay riêng lẻ từng sản phẩm, từng bộ một và những cái video một cho quý khách hàng có thể là biết được và xem chi tiết hơn. Đấy. Thì trước mặt em đây là một bộ chiếu này bằng gỗ hương nhá. Có chiều dài là 3m20, rộng 2 tấm một chiếu. Đây là rộng 2 tấm một chiếu thì có kích thước là rộng 2m18. Đấy. Dày 20cm. Đây hàng hoàn thiện rồi, đưa vào showroom rồi đây các bác. Rất là long lanh phải không ạ? Bên công ty em đã sử dụng phun bóng 4K này, phun bóng 4K này. Trông rất là bóng bẩy luôn. Phun bóng 4K mà phun 2 lần nhá. Phun 2 lần chứ không phải là 1 lần đâu các bác ạ. Đấy. Thì bộ chiếu này có những cái nét gì đẹp và có cái gì đặc sắc thì quý khách hàng hãy cùng em tiến sâu vào trong video để là đón xem nhé. Các bác phải xem hết video để mà thấy được tất cả các cái vẻ đẹp của bộ chiếu này nhé. Đây. Đây em sẽ đi tiến lại này. Thứ nhất là mặt tiền. Mặt tiền thì quá là long lanh rồi phải không ạ? Hàng đẹp không tì vết. Đấy. Một bộ chiếu này thì thực sự mà nói xem thăng điểm 10 thì không có điểm nào để mà tả cho cái bộ chiếu này nè các bác ạ. Đây. Hàng bắp bìa dọc vuông này, không tim không giác này. Không hề ôm tim, không còn tí giác nào các bác ạ. Hàng cật lục nạc luôn nhá. Đây là một những cái, đây là những các cái tấm hàng cật nàng hai được xẻ ra những cái cây vanh gần 2 mét. Đường kính gần 2 mét. Dọc vuông hết giáp rồi. Đấy. Thì em sẽ đi một vòng cho toàn thể quý khách hàng có thể biết thêm về cái sản phẩm này. Những cái nét đẹp này. Thứ hai là cạnh sườn. Cạnh sườn đôi bên thì vân sọc dưa cũng rất là đẹp. Một cái chi tiết rất là quan trọng của cái bộ chiếu. Rất là quan trọng nha. Tâm điểm của bộ chiếu nha. Đây. Bên công ty em đã khoan chốt khoan gông hai đầu cho quý khách hàng rồi, mỗi đầu là hai mũi khoan. Đầu bên này hai mũi khoan này, đầu bên kia cũng hai mũi khoan. Hàng rất là đẹp. Đây. Đầu bên này cũng hai mũi khoan đấy ạ. Một bộ chiếu long lanh này. Chiếu rất là long lanh. Đẹp không tì vết nhé. Hàng rất là cật nạc các bác ạ. Đây, đây là mặt trong này. Mặt trong cũng có kém gì đâu ạ. Vân sọc dưa này. Vân sọc dưa thì thôi rồi. Đấy. Thì bộ chiếu này thì em sẽ đọc lại thông số và kích thước cho quý khách hàng có thể biết thêm, biết rõ về cái bộ chiếu này nhá. Có chiều dài là 3m20, rộng là 2m18 và dày là 20cm. Hàng 2 tấm một chiếu bằng gỗ hương. Giá tại xưởng thì vô cùng hợp lý cho các bác thôi. Nên là các bác nhanh tay comment dưới video này hoặc là có thể liên hệ đến số điện thoại 0888888836. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại địa chỉ là đường tránh thành phố Cầu Sông Tàu. Địa chỉ rất là dễ tìm thôi. Ngay đầu đường tránh thành phố Thanh Hóa đây thưa các bác ạ. Là bộ chiếu không tì vết này. Rất là đẹp. Phù hợp với mọi kích thước không gian của nhà các bác. Vì nó dài có 3m2 thôi. Dài 3m2 thì kích thước chuẩn rồi. Kích thước quá chuẩn luôn rồi. Rộng 2m18. 2m18 là số rất là phong thủy. Số trực đẹp. Đây là các bác nhé.
có chim ưng cái bộ hương này, chim ưng cái nàng hương này thì hãy nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của chúng em theo hai địa chỉ sau: cơ sở 1, thôn Nhị Hà, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; cơ sở 2, đường Tránh, thành phố Cầu Sông Tàu, thành phố Thanh Hóa. Phản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.